Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay Nhân TV ra vườn làm một cái video để phun cho bưởi giai đoạn mà quả bắt đầu đang bị dễ bị mắc sâu bệnh nhiều nhất, đặc biệt là nhện đỏ. Giai đoạn này nó làm cho quả bưởi nó giám quả và ta cần cung cấp dinh dưỡng không. Thì hôm nay Nhân TV ra vườn làm một chút video ngay cho buổi sáng nay, vì sáng nay có một chút mưa thì lá cây nó ướt cũng không thể bắt máy phun được, và mình xuống mua thuốc ở dưới chỗ em học trò của mình là em Mạnh Thanh ấy, thì bảo thầy phun được mới được có tầm chục ngày thì không cần phun. Nhưng mà mình cũng chia sẻ các bạn luôn là ta phải phun được thì tốt hơn, bởi vì là cái vườn nào mà nó là nhiễm bệnh ấy, mà nhiễm nhện ấy, nó có ổ nhện ấy, mà chúng ta không phun ấy, thì chắc chắn nó bị giám ngay. Cái vườn đây này mình đã kiểm tra có phun rồi, nhưng mà một số quả vẫn bị giám, cho nên là mình phải đánh ngay lúc này, là nếu mà chúng ta để thời gian sau nữa thì muộn mất rồi. Thì sau đấy quả nó giám, năm ngoái cái vườn đây của mình cũng phun ít cho nên là nó cũng bị giám hơn. Cho nên là cái phun bên vườn bên kia thì mình thấy nó ổ bệnh nó sạch hơn thì nó ít quả, và mình phun kỹ hơn thì nó thấy hiệu quả hơn. Đánh thêm một lần thuốc thì hôm nay mình cũng ra xem lấy thuốc, thì chọn cái nhện đỏ thì nó vẫn phải dòng của nó an toàn một chút vì quả nó còn nhạy cảm. Thì mình xuống đấy thì em Thanh Mạnh nó không muốn mà bán cho mình ngay đâu. Hai vợ chồng mà thầy bán thì vừa phun xong thì làm gì mà ấy được, mà phải phun. Thì thầy tôi cũng chia sẻ với bạn mình cũng bảo là không phải nói cho an toàn, để phun cho nó sạch. Còn từ trước giờ là mình chưa phun được nào, mình phun chỉ một duy nhất là lúc mà quả bắt đầu ngón tay là nhện đỏ. Thì hôm nay là đã được tầm cái video mình đăng trước thì nay nó khoảng tầm được một chục ngày đấy, thì mình làm tiếp, mình lấy cái vua nhện này về mình phun. Bởi vì trong các dòng nhện đỏ thì nó rất nhiều, dòng xuống cái cửa hàng đấy cũng rất mấy loại, nhiều loại cũng rất tốt, nhưng mà mình đánh lúc này dùng chọn thằng vua nhện này thì thấy em nó tư vấn là nó đánh được cả ba loại nhện. Đây thì nó lại có đặc biệt là cái gì nhỉ, mình đọc cho bạn xem: nhện vàng này, nhện đỏ, nhện trắng này, và đặc biệt đây nó chỉ cả bọ trĩ này, nhện ré này, sâu đục quả này, và nó làm cho chống được cả cái sâu vẽ bùa. Vì cây bưởi nhà mình một số cây nó đang bật nọc lên thì mình phải đánh kết hợp luôn, đỡ phải mua nhiều loại thuốc. Đánh một trong thuốc này mà nó có nhiều tác dụng thì mình để đỡ tốn tiền. Thì mình chọn cái vua nhện, cái chai này thì phun được khoảng 200 lít các bạn. Mình lấy về luôn thì mình dùng nhện phải chữa trong lúc này luôn. Vì quả bằng cái này, quả bằng đầu ngón tay này các bạn này, nó đang cái vỏ cái được giữ nước, cái chất lá ngoài cái vỏ ngoài nó rất là mềm, cái diệp nục của ngoài nó mỏ vỏ rất là mỏng. Cho nên là khi mắt thường những con nhện mà mắt mình không thể nhìn thấy được mà phải qua kính hiển vi nhiều thì nó ăn các cái lượt vỏ ngoài, thì sau này quả bưởi nó bị giám quả mà phát hiện ngay thôi, chứ không phải đến to đâu. Để chút mình quay cho các bạn xem quả bưởi nó bị giám quả ngay từ bây giờ rồi, nếu chúng ta mà để cái ổ bệnh nó phát huy ra. Bởi vì mình xoay bệnh không phải xoay mà cứ phải xoay sạch hết được, nó đôi khi nó chỉ sót lại một vài con thôi, nó đẻ trong có thời gian ngắn nó thể hại cả vườn luôn. Nó phát triển nếu thời tiết thuận lợi với nó ổ một ổ bệnh mà còn lại nó phát tán cả vườn rất nguy hiểm. Chứ bởi vì mình phun đợt 2 này mình chọn thằng cái vua nhận giúp em Thanh Mạnh, bởi vì em nó không thấy không phải phun nữa, bởi vì là thầy vừa phun được 10 ngày nhưng mà không, mình phải đánh. Còn sau đấy quả to mình có thể người đánh được, nhưng mà lúc nhỏ này nên đánh được thì quả bưởi của mình nó sẽ đẹp mã. Bởi vì bưởi của mình bán, chia sẻ các bạn là mình năm ngoái mình bán 50.000 quả. Nếu mà người ta đi biếu quả bưởi mà có ngọt nữa mà dám thì người ta không thích mua. Người ta không ưa cái mắt đầu tiên, nên là mình phải đánh ngay từ lúc đầu tiên mình chọn cái thằng này. Sau đấy là mình chọn thêm cái trong đấy là có thế này, hôm nay thì mình chuyển thằng nấm thì mình chia sẻ các bạn thì là mình đánh thay các đợt nấm trước là mình đánh đầu năm cũng đánh khá nhiều lần Dizomin rồi, thì cũng là sạch cây bệnh, nhưng mà mình đánh được đây là đánh siêu nấm bệnh cho nó rẻ. Cái này thì mình đã phun cũng nhiều năm rồi, đây là mình chia sẻ cái lọ này mình phun chiều nấm nhé. Cái thứ hai nữa là cái phân dinh dưỡng thì mình cân dinh dưỡng, thì trong nhà mình thì còn mấy cái đồ cũ là mình lấy ra bổ sung thêm, nó còn vài nọ thôi. Còn cái combi là mình cũng bón phun thêm cho nó để cho ăn thêm này. Và cái Flo95 thì nó còn ít thì mình đánh luôn. Các bạn còn thì các bạn đánh thêm càng tốt, còn có thì ta ấy luôn. Còn ngày hôm nay mình thấy thêm hai cái dòng này nữa mình bổ sung cho dinh dưỡng thì mình thấy nó cây nó phát triển cũng thấy thay đổi. Vì bưởi nhà mình nó già cả cái vườn bưởi bên kia và vườn bên đây, thì nhà mình cây bưởi nó khá lâu năm rồi. Thì là trước mình cho khảo nghiệm cây bưởi góc này, trước mình quay cho các bạn xem với lại cây bưởi bên kia nó mấy cây nó đang bật nọc rất tốt. Thì mình lấy thêm cái hữu cơ mình kết hợp mình phun cùng là Fuvonai này, trước mà mình đã làm khâu thí nghiệm cho các bạn xem mấy video trước rồi đấy. Thì mình thấy nó hiệu quả của cây này, nó hồi sinh, và cái vườn bên kia có 3 cây thì nó cũng hồi sinh, mình tưới cho cả vườn. Và mình đây là cái này nó vừa tưới vừa phun được các bạn nhé, nó là cái phân dạng hữu cơ thì phun cùng các thuốc trừ sâu được, cho nên mình dám lấy. Còn nếu mà nó mà bị ảnh hưởng thì mình không dám lấy nhé. Thì mình lấy phun bên kia xong mình sẽ lấy sang bên này. Còn đây là cái chữ để nào cái này thì nó là cung cấp và te và quy đi gì đây. Tiếng Anh thì mình đọc không được đâu, không biết đọc. Nên là còn trong này nó vẫn cung cấp và có canxi, magie và bo, bởi vì vẫn cần cung cấp. Bởi vì lúc là thời tiết lúc hôm nắng hôm mưa và thời tiết những hôm rất là tối thì có cái magie thì nó làm cho cái quang hợp và
rễ nó sẽ tốt hơn. Đấy, rồi là đặc biệt là có thêm được cái bo thì nó vẫn hạn chế rụng quả hơn. Canxi và bo nó hạn chế rụng quả hơn vì bây giờ giai đoạn nó đang rụng sinh lý rất là mạnh, cái rụng hơn được trước rất nhiều. Thì mình đã bổ sung canxi, rồi bổ sung đạm canxi, nhưng mà có những cái nó lại không di chuyển được. Đấy, cho nên là mình phải bổ sung trực tiếp trên quả và lá, cho nên mình dùng thêm cái nọ này của phân bón Nga. Thì mình trước đó mình đang phun cái khảo nghiệm cái vườn bên nhỏ có 16 cây thôi, thế nó hiệu quả thì mình phải đưa sang cái vườn này để mình cho ăn kịp thời luôn. Cái này thì bảo phun cùng thuốc sâu được mình phun, cho nên mình không lo mình lấy được đây. Còn trong vườn các bạn, trong gia đình các bạn mà mua đầu vụ rồi mà vẫn còn các cái phân bón lá mà còn các cái hữu cơ như là Flo95 hoặc rong biển mà còn thì các bạn cứ dùng nốt giai đoạn này luôn đi, có lúc quả to chúng ta không cần thiết. Còn nếu có ta phun bổ sung cây yếu cũng được, nhưng mà bây giờ hiện tại chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng cho nó đầy đủ nhất để cho nó tránh rụng sinh lý đợt này. Nó đang rụng rất là nhanh, quả to cũng rụng bạn nhé, bây giờ đang quả to cũng rụng, mà cắt tầng rời, nó đang phân tầng rời rất mạnh, nó làm cho rụng quả rất nhanh. Và đặc biệt là cái vỏ diệp lục này nó đang mềm, rất thích hợp cho các con chích cút cũng như sâu bệnh như nhện nó tấn công, làm cho cái vỏ nó dám quả. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem những cái chùm bưởi của mình mà nó còn ổ bệnh mà nó đã phát tán mà mình phải cần phải phun, thì mình quay cho bạn xem. Và nó đang rụng rồi, cho nên là rụng hơn được trước rất nhiều rồi. Thế là mình bón phun như thế mà nó còn như thế thì các bạn biết rằng nếu không tập trung thì chắc nó sẽ có khi hết mất trắng luôn. Đây là cái quả mà nó mỡ đẹp các bạn nhá. Trong qua vừa hôm qua mình quay video hôm nay nó khác hoàn toàn rồi. Đấy, đất mình đã tưới ẩm, hôm qua mình bón cái NPK 3 con 16 đấy, mình bón hết rồi đây. Đây giờ mình cho quay cho các bạn xem những quả bưởi hàng ngày nó đều mỡ xỉnh luôn các bạn nhá. Nhìn nó xỉnh hoàn toàn luôn này. Đấy, nhìn xỉnh hoàn toàn. Nhưng mà đây quả bưởi đẹp thế này thì không sao nhá. Nhưng quả bưởi ở trong này thì mã thì không vấn đề gì. Nhưng quả đây, cái chùm này các bạn này nó ổ bệnh này, nó đã bị dám quả này. Đấy, các bạn nhá, phun một đợt trước rồi mà vẫn bị dám này. Nếu chúng ta mắt bây giờ nó lớn hơn chúng ta nhìn rõ này, cái sau này nó loang nổ cả quả rất là xấu các bạn nhá. Đây này, nó làm cho dám quả, nó ăn các cái lượt tế bào ngoài, cái lớp diệp lục của ngoài các bạn nhá. Đấy, chùm này gần như là nó sẽ nơi trong đấy không phun thuốc, nó sẽ nơi toàn bộ luôn, nó sẽ ăn toàn bộ luôn. Đây là 3 quả to ra mà đã bị hết rồi. Đấy, cho nên mình không phun là không được đâu các bạn. Đấy, cho nên mình quay cho bạn xem là những quả mà mình phải cần đánh. Còn nếu đánh được thuốc thì nó sẽ xanh quả này, nó sẽ đẹp như này, nó mà đều sạch. Chẳng qua có thể những chỗ mà mình xoay không kỹ mà nó sót lại, nó nây nan rất nhanh các bạn nhé. Cho nên là chúng ta cần lúc này vẫn phải bổ sung như nó. Đây, như các bạn nhìn này. Đấy, khi mà bón được quả nó sẽ phát triển rất là đẹp. Đấy, và phun được nó rất đẹp. Đây này, đấy, quả này mình tỉa bỏ một cái quả này này, tỉa bớt cho quả nó cân đối này. Đấy, nó lớn hoàn toàn trông thấy ngay. Những quả to thì nó đã bằng cái chén ăn nước to hơn rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy nhanh không? Bộ hôm ra vườn lúc này nó khác này, nó đủ dinh dưỡng, nó khác hoàn toàn ngay. Đấy, hôm qua mình bón 3 con 16 và mình tưới ẩm đây, tưới ẩm cho nó đây. Đấy các bạn nhé, nếu không có là nó sẽ bị dám quả và nó bị lệch tâm. Chúng ta phải phun được cho nó luôn. Đấy, các bạn nhìn chùm này đẹp không? Đấy, phát triển rất đẹp luôn, chiều đều tán luôn. Và mình cũng đi vừa chuyện, các bạn mình quay cho các bạn xem luôn. Đây, nay thì thời tiết thì nó đang từ hơn 9 giờ mình cũng ra làm cho, vì nó sang đây nó có một chút mưa nhỏ nhưng nó ướt lá rồi mình ráo ấy. Thì bắt đầu mình mới ra làm video, chốc nữa mình tranh thủ phun thâu trưa. Đây này, quả này chuột nó cắn này này, nó cắn cuống này, đấy, cắn cuống này bạn nhé. Đây khi cây bưởi là mình, cây bưởi là cây yếu nhất vườn mà mình cho họ làm xử lý đây. Đấy, đã rồng thế cây bưởi bên cạnh này và bây giờ nó vẫn giữ được quả trên cây các bạn nhé, và nó đang bật nọc nên là mình thấy nó hay hiệu quả thì mình mới đưa cái càng phu vô lai vào. Đấy, quả nó đây, nó đã đậu đây, cây yếu này mà nó đậu đây, còn lộc nó đang ra hết rồi các bạn, nó bật cả thân này. Đấy, thật thân cây cho này. Đấy, và có lộc này thì nó hay có sâu vẽ bùa thì mình phải bổ sung cả sâu vẽ bùa, mà cái thằng nhện hết đây lộc các bạn nhé, nó ra rất nhiều lộc này. Cây già yếu mà nó ra lộc này, ra lộc cây này là kém nhất vườn các bạn nhé. Đấy, giờ mình xử lý cho nó họ đây, nó cũng ra được thêm một vài cái hoa này này. Đấy, hoa thêm này, và nếu không phun được thì nó đang bị sâu vẽ bùa các bạn nhé, cho nên mình phải đánh này sâu vẽ bùa này. Cây này gần chết, mình đã trồng thế rồi, và bên kia thì mình đã trồng, mình cũng bị 3 cây, mình cũng xử lý nó thấy hiệu quả thì nó đang nảy lộc thì mình độ đưa vào. Đấy, các bạn nhé. Ở đây thì mình quay cho các bạn xem là góc này, hôm trước mình hay quay góc bên kia. Đấy các bạn, quả nó đang lớn này, rất tốt luôn. Các bạn nhìn thấy thích không? Quả mỗi ngày một khác ngay. Còn kia thì mình hay nằm góc kia, mình đứng như kia nó ánh sáng đủ cho nên mình hay quay góc kia. Giờ mình ra quay góc này cho các bạn xem thêm. Nếu mà chúng ta không bón đầy đủ thì nó sẽ, các quả này nó sẽ không phát triển được này. Nó không phát triển được, nó sẽ kém này. Còn này sẽ kém này đó, cho nên mình có thể phải, nếu mà bón tốt thì nó sẽ đầy cả 4 quả. Không có nó sẽ nữa 2 quả này, còn 2 quả này sẽ bị thải. Nhưng mà các bạn thấy cuống chắc không? Đấy, mình nắc cây vào này cuống chắc này. Đấy, rất chắc, cái cuống to, nắc nắc mà không dụng. Cho nên mình phải cho ăn đủ thì nó mới. Đấy, mình nắc này cho mạnh cho mà xem là không này. Đấy, gãy lên mà nó không dụng này.
khi nó đủ canxi là nó sẽ cuống rất chắc. Đấy, cuống nó sẽ phát triển hoàn toàn luôn. Thì mình cần, nếu mà mình chăm tốt thì cái loại này nó đẩy lên được thì loại 2, loại 3, à, loại 2, loại 1 cũng có, thì nó sẽ là loại út hoặc là tắt bò, tách bò. Các bạn nhìn thấy quả nó mỡ hẳn này. Đấy, mỗi ngày một khác. Đấy, nó phân tán rất đều qua. Những cái chùm này mà sai này thì chắc chắn là nó sẽ phải thải rồi. Chứ nó đã thải quá nhiều rồi đây này. Đấy, thải quá nhiều luôn. Đấy, nếu không phun là nó sẽ bị ăn các cái diệp được vỏ ngoài này. Sau quả bưởi này sẽ bị dám một góc này này. Đấy. Phải đánh thuốc bạn nhé. Cửa hàng thì không muốn bán cho mình đâu. Mình lấy về mình làm luôn mà mình cũng phải phòng nhà mình chứ. Đấy, các bạn nhìn này, đấy, trong thân này, cành trong thân cũng quả hết các bạn nhé, rất là sai luôn. Và nó đang có cái ốc sên, ta phải đánh bỏ được thì tốt rồi. Đây cây già của mình đây, các bạn nhìn nhé. Các cái cây già này là mình phải bổ sung dinh dưỡng, còn nó thiếu chất thì nó sẽ cắt quả. Cắt quả các bạn nhé. Và nó rất dễ bị dám quả, nên chúng ta phải đầy đủ cung cấp dinh dưỡng cho nó. Đây là cây bưởi giống khác các bạn nhé. Cây bưởi này là bưởi tôm xanh này. Đây bưởi tôm xanh này. Độ khá sai, mình quay cho bạn xem cái tôm xanh. Đấy, quả nó to, to lớn hơn. Lá nó nhiều, nó còn giấu quả ở bên trong. Quả này là mình phải tỉa bỏ thì tốt này. Đó. Tỉa bỏ thì tốt. Mình chia sẻ với bạn là phải bổ sung. Đấy, cái này nó mình xử lý nó 3-4 lần mình tưới cái Fuvola thì bắt đầu nó đang đầy nọc lên. Đấy, nó đầy nọc lên. Đấy, quay cho bạn xem gần nọc. Thì mình phun lúc này các cái đấy rất hợp lý. Thứ nhất là mình phun được cái nhện, cái thằng vua nhện nãy đấy, thì nó tránh được các cái lục lon rồi, nó tránh bị sâu vẽ bùa. Đấy, thứ hai nữa là nó có thêm các cái dinh dưỡng kia để cho nó phát triển thêm lộc thêm, nó dưỡng thêm trái thêm. Thì mình phun thằng vua nhện với còn ít Flo95, còn vài nọ thì mình cũng chia sẻ, mình cũng đánh nốt luôn. Đấy, còn Flo95 mình đánh thốt nốt, không mua nhá, đây nó còn vượt cũ. Nó còn mấy gói này là gói gói combi nữa, cũng đánh luôn cho nó cần dinh dưỡng mà. Nếu mà chúng ta có thì chúng ta đánh càng tốt, và không có thì còn cũ thì đánh nốt. Thì mình lấy thêm, mình sang bên kia thì đấy, mình nãy là cái vua nhện đấy là nó chết chữa được mấy loại luôn. Chứ còn nếu mình đánh nhện không mà chẳng may nó có lục non mà có sâu buồn lại phải mua một lọ sâu vẽ buồn nữa thì nó sẽ mất tiền thêm. Thì mình thấy bạn này nó thấy em nó bảo là có dùng được cả sâu vẽ bùa và là quả sâu đục quả, là có sâu gióm ấy, thì mình đánh luôn cho nó đỡ, nó chết luôn. Đấy. Hai nữa là đánh thêm cái Fuvola này, mình vừa đưa nó vào cái cây kia khảo nghiệm với bên vườn bên kia 16 cây, cái hiệu quả mình cũng cho nó vào luôn. Và cái test quy gì đấy, đấy mình tiếng anh tiếng Nga mình không đọc được. Đấy, nhưng mà trong này nó có canxi, magie và bo, cho nên là mình vẫn bổ sung cái đợt này. Cái này nó vẫn cần một chút. Đấy, và mình cũng bón ở dưới đợt này tăng cường tập trung là canxi và bo. Thực sự canxi nó có nhiều trong các dinh dưỡng khác cơ. Ví dụ trong NPK các bạn để ý mua có càng tốt này. Hoặc vừa rồi mình bón đạm canxi này. Ở đây nó cho ăn trực tiếp trên lá này. Và đặc biệt là ngay cả trong cái xí Đông Sơn cũng có canxi các bạn nhé. Cho nên là mình để ý và mình điều chỉnh nó để cho nó đủ dinh dưỡng nhất. Video của mình vừa chia sẻ các bạn là để phun kịp thời là chúng ta nên phun hay không thì nếu các bạn muốn quả đẹp thì chúng ta nên phun luôn này. Mà phun thì chúng ta chọn đánh chủ yếu tập trung nhuyễn đỏ này, sâu vẽ bùa nếu có lục lon này, và các con chích hút các con như sâu đục quả, rồi là sâu gióm, ốc sên nó đang có thì ta tập trung vào mấy cái việc xử lý như thế. Và tăng cường lúc này cải tạo cho cái bộ rễ nó phát triển thì chúng ta phải tưới thêm fumic, hoặc là chúng ta các loại hữu cơ cho bón phát triển cho có lộc mới để nó che thân những cây mà lá nó kém thì nó dễ mùa hè nó bị cháy quả, nó cháy thân, cho nên chúng ta sẽ phát được lộc thêm cả tốt. Và cái lộc năm nay thì nó sẽ ra quả của sang năm, chúng ta phải có những cái lộc để sang năm nó không bị bởi vì cây thì có cành già nó sẽ chết, nó sẽ yếu, nó sẽ khô, thì mình phải có những cành thay thế nó dần. Cho nên là cái bưởi là mình phải liên tục có cái cành thay thế dần, thì cây yếu là chúng ta phải xử lý cho nó bật lộc ra, cho nó ra thêm lộc để sang năm nó có cành để ra quả. Còn nếu như cái bưởi già thì mình đây mà cứ năm nào cũng có quả này mà không có cành lộc thì trước sau cây nó chỉ còn thân cây thôi, nó sẽ khô, nó sẽ hỏng. Chính vì nhà mình là cái bài xử lý cây yếu là cái quan trọng nhất. Bởi vì cây yếu nhà mình là nó vừa trũng đất này, vừa thứ hai nữa là khai thác lâu năm thì nó cũng kiệt cây này.
rồi bón các nguồn thức ăn vào là nó ảnh hưởng ít nhiều, đất nó sẽ ảnh hưởng này. Thì mình giờ phải làm các cái phân bón cải tạo đất để cho nó tơi xốp đất, cho nó làm cho đất nó sạch hơn. Ví dụ như Sinic này, Đông Sơn thì họ là cái Fubulai này, để tưới làm cho nó tăng lên. Hoặc cái trước kia các bạn biết ý là mình đã cũng năm ngoái và cuối đầu năm mình cũng còn, mình lấy cái thằng dòng thuốc hữu cơ của Mỹ ấy, nó rất tốt, mà mọi người đang cũng là một số đã dùng như cái dòng Sumago. Thì năm ngoái mình lấy 6 chai. Đấy, năm nay thì mình đầu năm còn một ít thì mình tưới được đầu năm, và đợt tới khả năng mình có thể thấy lấy thêm. Bởi vì mình dùng các nhiều thất nhiều thứ ấy, thì cái nào nó hay thì mình sẽ dùng nó đi dùng lại. Và hai nữa là có thể là chia sẻ cho các bạn để các bạn cùng tham khảo. Thế còn mình không dùng một cái thứ phân bón nào cố định, bất kỳ một phân bón nào không dùng cố định để cho nó đất nó đủ dinh dưỡng nhất. Bởi vì có những dòng phân này thì nó có chất canxi, phân kia nó có magie, thì mình bón cái loại nó có tổng hợp thì nó sẽ đầy đủ cho mình cả các cái chất trung lượng, vi lượng. Còn nếu chúng ta chỉ tập trung vào một số đa lượng không thì cây nó sẽ bị thiếu dinh dưỡng, hoặc là thiếu vi lượng nó cũng thiếu dinh dưỡng chứ. Nếu có những cái mình phun được, như mùa này nó mát rồi thì mình còn chịu khó ra phun. Chứ đến tháng 4, tháng 5 nó nắng lên thì chắc chắn là mình không muốn ra vườn nhiều, ngồi trong nhà đã lại phải bật điều hòa rồi. Cái lúc này mình quan trọng nhất nó phải sạch lúc này. Thì lúc mà tháng 4, tháng 5, tháng 6 chỉ thỉnh thoảng ra đánh nấm thôi, hoặc có lộc lon thì đánh thêm số bé bùa thôi. Còn mùa này nó mát, còn cách khi tuần hoặc chục ngày được đây, cả cách chục ngày rồi mình chưa phun rồi. Cho nên mình sẽ phun cho nó ăn được rồi xong rồi giãn ra. Bởi mình chắc chắn là giờ này không có mưa thì cũng có lấm, nhưng vẫn phải đánh phòng. Cái phòng thì sợ nhất là các con chích hút nó đâm, nó ăn hút, nó cắn cuống rồi nó ăn do chảy xước thì vi khuẩn nó sẽ xâm nhập vào, nấm nó xâm nhập vào thì nó sẽ bị móp đít và nó sẽ bị thối quả. Đấy, và nó sẽ ảnh hưởng đến quả rất nhiều, sau này cái mẫu mã và cũng như chất lượng quả nó không phát triển. Thế nên mình sẽ cho thêm các cái dinh dưỡng vào như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Số điện thoại của mình vẫn là 0973380095. Bạn có thể liên lạc với số điện thoại mình để gặp các nhà vườn khác cũng như các cái cửa hàng bảo vệ thực vật khác. Mình có thể có số điện thoại của họ để mình cho các bạn tham khảo qua họ nữa, thì càng có nhiều kiến thức hơn, hoặc các cái doanh nghiệp họ làm thì có thể họ tư vấn cho mình các bạn kỹ hơn về các sản phẩm của họ, thì các bạn sẽ dùng nó sẽ hiệu quả nhất. Còn mình chỉ là người tiêu dùng, thế cái gì nó mà ok thì mình chia sẻ các bạn, còn nó không dám, nó không hiệu quả thì mình cũng không dám chia sẻ. Là liên tục mình thay đổi để cho cây nó thuốc để nó không bị nhơn, thứ hai nó đủ dinh dưỡng, là cách làm của mình đấy các bạn ạ. Đấy, hãy tham khảo một lần. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào. Đây là mình quay cho các bạn xem cái vườn bưởi của mình có 16 cây nhé. Cái vườn này là vườn bé, và cây này ba cây đây là ba cây bị yếu. Năm ngoái nó sai quả quá và mình khoan cái giếng kìa. Khoan giếng kia thì mình lấy nước vào đây lắp cả một ngày, nó mới nhiều nước quá nó mới rụng lá nhiều. Và cây này năm nay thì nó yếu cho nên là mình không dám để quả. Mà đang khôi phục thì mình tưới cái Fubulai, cái chốc mình cho các bạn xem ấy. Họ làm khảo nghiệm cho mình cả cái vườn này luôn. Thì bắt đầu đều đang bật nọc hết các bạn nhé. Lá rất đẹp luôn. Các bạn nhé, mình quay để nối vào cái video cho các bạn đấy. Vừa quay bên kia giờ mình sang đây quay các bạn này. Nó đang có lộc rất nhiều đấy, cây nó đang có lộc các bạn này. Rất nhiều lộc và lá nó hồi rất tốt luôn. Mình tưới cho 3 lần rồi và cũng phun luôn các bạn nhé. Đây, nó đang rất nhiều lộc, ba cây này yếu nhất các bạn nhé. Trong khi đấy nó quả vẫn giữ được này, nó ra quả nào vẫn đẹp luôn các bạn. Đây, quả của nó này, đấy, nó ra quả nào nó giữ được quả rất đẹp luôn. Đây, cây yếu này mà các bạn biết này, quả ra đẹp không, mỡ đẹp luôn đấy, nhìn thấy không? Và nó ba cây này yếu nhất trong vườn. Mình chia sẻ các bạn nhé, ba cây này yếu nhất, mình bón tất cả vườn luôn. Nhưng ba cây này nó đang phục hồi tuyệt vời luôn. Rất nhiều lộc luôn, nó đang ra rất nhiều lộc lon. Đấy các bạn, lộc lon rất nhiều luôn. Và quả này đẹp không? Quả nó ra tròn luôn. Ba cây này thì mình không dám để quả nhiều nhé các bạn nhé. Nó bị yếu quá. Đây, ra hết lộc rồi. Để sang năm ấy khai thác thôi. Vừa rồi nó sai quá mà nó yếu. Nó chở nhiều quả quá, xong là mình khoan cái giếng lên. Có 16 cây phải đầu tư một cái giếng các bạn nhé. Và bơm nước này thì nó mới đọng nước, nó ngập cái mặt luống để cho người ta khoan. Thế nó thừa nước nó mới sốc nước, sốc nước nó mới rụng mất ba cây yếu, nó rụng lá nhiều quá. Đây. Lá nó đang ra lộc các bạn này. Thích không? Cứu được nó là rất tốt rồi. Còn con nào nó bị suy yếu là nguy hiểm. Và mình tưới, mình cũng bón thêm phân gà đây hết rồi. Còn các cái cây này thì nó khỏe thì không sao các bạn nhé. Quả rất đẹp luôn. Ba cây yếu các bạn nhé. Đấy, mình quay nãy mình nói về kia xong rồi mình sẽ sang quay cho bạn luôn để cho cái video nó hoàn thiện. Thì nó đã hoàn toàn đây. Và cái vỏ thì mình cũng quay được cho các bạn xem này. Đây, cái vỏ chai mình tưới nó này. Đấy. Đấy, vỏ chai của nó mình tưới này. Đấy, cái gói này. Mình bổ sung cho cây này đấy. Vừa này thì nó chỉ mất ba cây đấy thôi. Còn đều toàn bộ xanh tốt hết các bạn. Đấy, cả đều quả đều xanh tốt và rất đậu quả. Rất xanh tốt các bạn nhé. Quả đã đều phát triển rất là tốt rồi.
vẫn phải có cái bên này thì còn được cái thùng này hôm qua tưới cho nên vẫn còn ít. Cành gãy mà còn năm ngoái mà còn đậu được quả xanh này các bạn, cái cành nó bị gãy này, nó sai quá nó gãy quả mà nó vẫn còn để quả đặc thế này, mình vẫn có cắt đâu. Đấy, vẫn có hàng chục quả nuôi được ăn bình thường đấy nhá. Các bạn nhìn cây cành gãy cành nhá, đấy. Cành gãy nhá mà có thể hàng chục quả mình vẫn nuôi hàng năm. Đấy, vẫn có quả đâu. Đấy, nó vết vết thương có lành cái là nó đỡ, nó vẫn ra được quả này. Đấy. Đây vừa này thì có 16 cây thôi các bạn, 16 cây thôi. Các cây nào mà đậu quả nó khỏe, nó xanh nét như thế này cơ mà, nó xanh hơn cái vườn bên kia. Chỉ có 3 cây là nó hơi ảnh hưởng thôi. Thì là nó mình để quả là nó yếu quá là mình phải cắt bỏ. Đấy, các bạn nhìn quả thích không? Quả nó mỡ quả này cơ mà. Quả nó mỡ quả. Rất là mỡ luôn. Thì mình mới lấy để mình bổ sung cho cái vườn bên kia mình phun luôn. Quả nó đẹp không? Mỡ bóng luôn. Nó đủ dinh dưỡng cái nó bóng quả luôn. Nên phải đánh lúc này là cần bổ sung nhuyễn nhất là mình phải đánh được các bạn nhé. Đây, quả nó thiệt. Được ánh sáng quay mức tôi rõ không các bạn? Nhìn rõ không? Đây, quả nó đẹp thế này các bạn. Quả to này rồi đây. Bóng quả mà nó tưới được nó bón mỗi quả luôn, mình thích phát triển đều luôn, cân rất cân đối luôn. Đây, cái này gãy mà nó còn để quả này. hai cành gãy năm ngoái sai quá nó gãy hết cành. Đấy, nhìn thích đây, quả này là nó sẽ bị phải bỏ này, đấy bỏ cho nó đều quả này. Cành này khoảng mười mấy quả. Phát triển mà cân đối được. Chào bạn nhé, về để chuẩn bị ra phun vườn bên kia. Đấy, mình quay thêm cái vườn này cho các bạn xem là mình xử lý cái này, này. Và mình làm ít bèo ở dưới này. Bèo này thì nó sẽ vừa làm sạch nước vườn nước vì nước đấy lá rụng xuống. Sau đó là mình mùa hè là mình vớt lên mình cho nó ăn thêm cho nó mát đất, cho nó giữ nhiệt. Mình cũng sẽ chuyển cái bèo này sang cái vườn bên kia mình thả bớt xuống ao. Đây mình vườn này có chỉ có hai rãnh thôi thì mình đều thả bèo rồi các bạn. Cái thả bèo thì nó đều có đây, phân gà đấy bón còn thừa đấy để có vụ tới đấy, bèo này bèo này thì để mình cho nó phát triển thêm rồi mình lấy sang bên kia mình bón hết sang để xuống hết ao với lại rãnh nước bên kia để lấy nguồn thức ăn phân xanh để đắp vào gốc để vứt vào gốc cây cho nó mát mùa hè nó mất nhiệt. Thì có lúc mình cắt cỏ nó trực kịp lên là nó sẽ bị nóng thì mình lấy cái phân này mình sẽ giải đấy, mình sẽ phân cái bèo tây này, này. Mình cho lên gốc cây. Đấy. Rất hay, không phí một cái gì cả. Còn mình dùng sen thì cá nó cứ ngoạm hết. Có cá rô nó ngoạm hết thì là cái không phát triển được. Nên mình sẽ cho cái bèo để đỡ lãng phí. Hoặc thả rau muống được. Nhưng mà sao muống thì cho gà. Cái bèo này nó phát triển nhanh lắm. Cho vào gốc cây cho nó đủ dinh dưỡng thêm. Chào các bạn nhé.